Chào Linh, để tất cả các anh chị đang theo dõi cái đang trong cái buổi Zoom sáng hôm nay. Thật sự là sau gần một tiếng đồng hồ, mình rất là hào hứng với những cái chiến lược mà công ty đã đưa ra trong năm 2020. Thì sau 2 năm đồng hành cùng với NuSkin thì Trâm cảm thấy lúc này là một cái lúc mà mình cũng hào hứng và máu lửa, vì mình thấy được rằng là công ty đã tạo cho mình một cái nền tảng, một cái chiến lược mà gọi là chi tiết tới từng tháng, từng quý rồi. Chỉ có chúng ta bắt đầu vào cái hành động của mình thôi. Và cái điều mà Trâm rất là tâm đắc trong cái hành trình này đó là chúng ta, cái chương trình của công ty Grow One More, thì có nghĩa rằng là chỉ cần chúng ta mỗi ngày anh chị có thể thêm một người khách hàng, hoặc là một ngày mình dành thêm một tiếng đồng hồ cùng với NuSkin, hoặc là một ngày mình thêm một quản trị viên, thêm một LOI, tất cả những cái điều đó nó sẽ giúp cho cái kinh doanh của mình phát triển hơn. Đồng thời là 30 khách hàng mỗi tháng thì nó bắt đầu từ cái việc Grow One More. Thì cái khi mà chúng ta đạt được cái 30 khách hàng cộng với một LOI trong tháng đó, thì chúng nghĩ rằng là cái điều đó nó giúp đồng nghĩa với việc mà cái hệ thống kinh doanh của mình phát triển bền vững. Vì khi đó mình đủ cái điều kiện là đạt được cái điều đó rồi, thì cái bước tiếp theo là Go Star Camp hay là Leadership thì nó sẽ tự động, nó sẽ đến sau khi mà chúng ta có được những cái bước Grow One More đầu tiên. Thì Trâm tin rằng là những công ty với những cái hỗ trợ tuyệt vời như vậy thì chỉ có chúng ta bắt đầu hành động mạnh mẽ hơn, và chúng ta có những cái chương trình bám sát công ty, cái sự hỗ trợ của công ty, thì nó sẽ giúp cho cái hệ thống kinh doanh của mỗi người chúng ta, mỗi nhà phân phối chúng ta trong năm 20 thật là được rỡ thành công. Và Trâm tin rằng là với những cái tinh thần của NuSkin Việt Nam chúng ta, tinh thần dân tộc rất là lớn, thì chúng ta cùng góp phần vào cái việc giúp cho NuSkin Việt Nam trở thành top 5 của NuSkin tăng trưởng toàn cầu. Và điều đó hoàn toàn có thể vì dân số của Việt Nam chúng ta hiện tại là hơn 96 triệu dân rồi, và số lượng nhà phân phối của anh chị em mình ở đây thì còn rất là, thị trường của mình rất là rộng mở. Và Trâm tin rằng 2020 sẽ là một năm để lại nhiều dấu ấn cho mỗi nhà phân phối chúng ta, chỉ cần anh chị em quyết tâm hành động mạnh mẽ hơn. Thì Trâm xin chúc cho tất cả các anh chị một năm 2020 thành công hơn nữa. Xin cảm ơn công ty đã hỗ trợ cho các nhà phân phối của chúng ta trong buổi Zoom sáng hôm nay. Dạ, cảm ơn chị Trâm rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị Trâm. Giống như chị Trân với lại chị Trâm cũng nói, thực ra là tất cả những cái chiến lược mà công ty đều làm